là người Hà Tĩnh, là người miền Trung, là người miền Trung ấy, thì trước tiên phải hiểu rằng là đất miền Trung là đất khô cằn, là đất sỏi đá. Cái con người miền Trung bước ra ngoài ấy là sống bằng ấy là cái siêng năng cần cù của một nắng hai sương, chứ không phải là người miền Trung đi ra ngoài lừa đảo đâu nhá. Không phải người miền Trung là đi ngoan ngoài, mày phải học cái đức tính của đại ca. Tức là phải xác định đi là kiếm công ăn việc làm, đi là để học cái hay cái giỏi, để đưa về cái mảnh đất khô cằn những cái tinh hoa nhất mày kết nạp được về, mày giúp xóm làng, mày giúp quê hương, chứ không phải mày đi ra mày bôi tro tát tấu mẹ cái quê hương là không được, nghe chưa? Hãy lao động bằng sức lao động của mình, hãy làm sao ấy mà mình những cái việc làm của mình đã có sẵn rồi, tuổi này không học thêm được nữa đâu, và làm những cái công việc mình thật tốt, và làm sao đừng chi tiêu quá cái số tiền lao động mình làm ra. Thứ hai là bảo quản gia đình, đừng có để ốm đau bệnh tật. Không, mày để cho anh nói hết, để anh nói hết đi, đừng ốm đau bệnh tật rồi nhá. Đồng tiền tích cóp được đấy, sau này ốm đau khỏi vay mượn người ta, khỏi quỵ lụy người ta, sau này có đi về quê hay làm việc gì ấy, đỡ phải đi ngửa tay đi nhờ vả người ta, đấy là thành công của người lao động, đấy là thành công của những cái người ấy mà siêng năng cần cù. Chứ đéo phải là nhiều tiền mà sướng đâu, đéo phải là nhiều tiền mà hạnh phúc đến đâu, đấy là những cái sai lầm nhất của con người. Đại ca kiếm hiệp đem đại ca cũng giữ rồi đấy. Thằng này mày, người tài là người ta tìm đến mình, nhưng còn mình đi tìm họ thì mình khác gì là đi đối đầu. Có phối giống với Ngọc Trinh không á? Nói tóm lại thì cái chuyện cái này thì hồi xưa đại ca cũng có thời kỳ ấy rồi, thì nói chuyện này là không hay lắm, hiểu không? Cái chuyện tế nhị trên cái tình cảm giữa đại ca và Ngọc Trinh thì đang giữ kín, khi nào thì Ngọc Trinh sẽ là tiết lộ thôi, chứ còn bây giờ cái chuyện này thì đại ca không nói, bởi vì nói ra thì ai tin đâu, được cái gì, được con mẹ gì đâu, mà người ta chỉ nói láo thôi. Nó có nghề gì đâu, nghề đánh bạc cái bây giờ, đánh bạc cái bây giờ là cái bọn ngu rồi, bây giờ nghề đánh bạc nó lỗi thời rồi, đúng không? Đấy, bây giờ con người là làm ăn chân chính lương thiện, chỉ có làm ăn chân chính lương thiện thì mới sống được, mà cả một đời bây giờ có chịu làm cái gì đâu. Từ cái khi mà lớn lên học cái bắt đầu giờ học bỏ học ấy, là biết đi làm phụ làm đồ, kể cả vào trại mà có tay nghề nhá, kể cả anh em cứ vào trại vào tù mà có cái tay nghề cũng được cán bộ cân nhắc lên nhá, không bắt anh em phải khổ sai đâu, không bắt anh em phải vớ vẩn đâu. Mày chia sẻ vào nhạn cho anh cái, chia sẻ vào cái thằng giang hồ cho anh cái, anh mà sợ cái gì cái tầm này mà alo với alo mày cứ làm nhỉ. Đại ca biết em nhà Bình Điền không? Biết cho em, anh ở đại Bình Điền mà. Mấy thằng đi tù tùy vần giàu thôi. Thôi mày ơi, đéo có thằng nào giàu đâu. Nó giàu ảo, nhưng gia đình nó có sẵn rồi, chứ đi tù làm gì có giàu mày. Mày cứ toàn nghe nó livestream review, làm gì có đi tù mà giàu được. Em công tác Bình Điền à? Ok luôn, em Bình Điền bây giờ thế nào rồi chứ? Hồi năm 2026 ấy, hồi đấy đang gọi là ban an ấy, ban trước tiên ban gì xong chuyển sang ban an ấy, thì thời đấy mày muốn gặp đại ca thì phải gặp mấy đệ của đại ca, đang nghe chưa? Thế mày tuổi đâu mà lên đến đại ca, lên đến hàng đại ca là mày phải qua dưới trướng phải tầm khoảng chục người nhá, nhưng mới lên được đại ca. Chứ mày hẹn đại ca cái mày tự nhiên ôm hôn đại ca ok luôn, hẹn nói chuyện không hở tí gió. Đúng rồi, tao răng chặt, tiền tao giữ kín lắm, đéo ra được đồng nào, đéo cho ai đồng gì đâu. Ý như mày thế, mày cứ xem ba cái sách tử vi ảo ấy, đại ca không xăm hình ai nể mày. Lại cái thằng Tony ngu này nữa đấy, đã là đại ca thì lần gì phải xăm hình. Mấy cái thằng không phải đại ca đệ mới xăm hình. Hôm nọ đại ca vào bắt cái thằng kia cởi quần cởi áo ra xăm đúng một cái con gà chích mẹ trên một cái cỗ quan tài. Con già đầu rồi sống sao cho trẻ nó thương á. Thôi mày ơi, trẻ con thương thì cứ đưa tiền nó thương á mày ơi. Mà tao thì tao tiền nó quá nhiều, mà tao đưa tiền thì sợ nó hỏng thôi nhá. Tao không sợ gì. Mày, Nguyễn Thắng là ok luôn. Nguyễn Thắng ơi, mày đủ bản lĩnh thì mặc áo thật vào. Mẹ mày cứ làm như kiểu mà tao là áo ngành không bằng ấy. Mà là cởi áo ra thì mày chấp tao đó. Mày cứ sai sai thì để cháu nó đéo chỗ nào. Thom mò của thìn nam à.
Mà cái thằng Thìn Nam, cái thằng bố láo bố tét nhỉ, thằng Hải Phòng bây giờ sao lắm, thằng bố láo bố tét đấy, mẹ nó lên nó câu view câu like. Nhưng mà anh nói này, những cái thằng mà cứ lên câu like câu view mẹ để thể hiện cái sức mạnh để sau này bán hàng thế đéo ai mua hàng đâu, nó học cái cách kéo view thôi, chứ nó làm thế nó, mẹ nó hại người kia, nó bom hàng bỏ cụ. Thế này, thế mày thử phân tích quả mẹ thằng Nhạn mà Hải Phòng mà mẹ đến quán dọa thì thấy thế nào, có đến ăn được không, có nên đến quán nó ăn không? Bộ đồ đó ra ngoài mấy tại mấy ông có nói gì không ta? Em có một bộ mà em không giúp mặt. Anh đố mày mặc tháng 30 ngày ấy, anh đố mày đéo khổ, nói thẳng là thằng em không đủ bản lĩnh, không đủ bản lĩnh để mặc đâu. Đang hỏi anh coi, chứ em sợ mặc vô nó tưởng em trốn trại nó lại bắt em nữa. Theo anh thì tốt hơn hết em mà không nên mặc, bởi vì đừng có vài một cái câu like câu view và cái hình ảnh ấy mà đánh mất cả một cái kia, tức là em đang còn gia đình, đang còn người thương, đang còn cộng đồng, đang còn xã hội bao dung. Còn như anh là khác, anh là Anh sao? dưới đáy xã hội đi lên, không anh em, không bạn bè, không vợ con, không họ hàng, không làng mạc. Vì thế nên anh có ngán đéo gì ai đâu, mẹ chỉ cần đợi Nhưng mà anh đến đã đi lên rồi mà, anh đã đi lên rồi mà, đâu phải đi xuống đâu. có đi lên ấy thì mới dám đì bọn nó được. Còn anh không đi lên thì mẹ Nhưng mà anh còn mai đi xin việc ai cho anh? áo của anh, áo áo này đâu phải áo trại. Áo này anh mua và anh may chứ. Thế mày có một cái mà sao mày kém thế? Nghe bảo mày có một cái mà. Em là đồ thật đấy, không phải hàng nhái đâu á. Thì anh đồ thật chứ chẳng lẽ anh hàng nhái mày? Anh nói thẳng cái này, làm cái giang hồ mạng đéo được đâu, đéo ăn thua đâu, đéo có cái vẹo gì nó hết thời rồi. Mày lo làm người thật đi, người thật việc thật tử tế vào. Con người gọi là gia đình. Em người thật việc thật chứ em có đùa anh đâu mà Cái người thật anh việc đùa thật anh mà, người thật việc thật là sao mà mày lại đòi mặc áo trại lên đi ra ngoài mà đường? ý em hỏi anh ý là em hỏi anh có mặc được không ấy chứ. Cái đấy thì mày cứ ra chính quyền mày hỏi nó chắc ăn hơn. Hỏi em xin phép đi ngoài đường để xem có bị bắt không. Đấy, anh nói thật, đến chính quyền hỏi đi. Chứ anh có biết gì, con mẹ gì anh ở trong, anh có biết gì ngoài đâu. Còn Nói anh chung như là anh. theo dõi like của anh cũng nhiều rồi, nhưng mà nói chung là nói về giang hồ mỏm thì cũng anh cũng khác đấy. Không biết là mỏm đâu, em xin lỗi, nhầm nhầm nhầm. Không. Nói về các giang hồ thì anh cũng là không phải nhận vừa đâu đấy. Không, anh cũng nói với em thế này này. Cái giang hồ thời xưa ấy là xách đao xách kiếm, là đi lấy số lấy má, còn bây giờ xách mõm đi thôi. Mà từ cái xách mõm đi được ấy là từ cái giang hồ thật chuyển sang cái giang hồ mõm, là thế hệ này là thế hệ thứ hai rồi, thế hệ 4.0 rồi, lên 5 chấm là vác mõm đi thôi. Đấy, thằng nào đấu trí, chứ bây giờ người ta đấu trí chứ không phải là đấu bằng sức nữa. Cái thời này là thời Khổng Minh rồi, còn cái thời kia là thời mẹ của Thủy Hử xem mới biết là gì, thời của Khổng Minh Gia Cát Tiên Sinh rồi, dùng bằng não bằng trí thôi. Em sợ là không còn đủ để mà gánh nó giả chứ. Người Em ơi, ta kêu mất răng, mất luôn cả đủ thì chết. nói thẳng của em chứ, mất ba đời luôn đấy. Nếu mà em lên làm giang hồ mõm thì nó mất mấy đời đấy. Bởi vì bây giờ anh nói thật như thế này là anh cũng tôn trọng mọi người, tôn trọng em rồi đấy. Nếu cái tầm mà kiếm được 50 triệu một tháng ấy, mà ngồi nói chuyện với cái thằng 6 triệu là muốn đánh nhau luôn đấy. Muốn đánh nhau luôn đấy, hiểu không? Nguyễn Phương Nhưng là mà anh đi ok. mấy khóa rồi Hả? anh ơi, Nghe. anh đi được mấy khóa rồi, anh đi mấy khóa rồi? Cái khóa một khóa hai khóa không quan trọng, ba khóa bốn khóa không quan trọng, nhưng anh đi trên hai rồi, đang ba. Nhưng mà cái khóa không quan Chắc trọng, không quan trọng em. trộm vặt hay là gây thương tích?
Anh nói với em thế này này, em có thấy là anh có cái tố chất đại ca không? Nếu mà đại ca thì cần gì mà phải mặc cái áo này để cho người ta Em biết mình này, là đại ca? em ơi, cái sai lầm nhất của em ấy, anh bây giờ anh dạy cho em luôn, cái sai lầm nhất của em ấy là cái tư duy của em là tư duy nghe, tư duy học hỏi toàn người lao động thôi. Mà học hỏi người lao động ấy là toàn bắt tay vào làm việc. Bây giờ em chuyển sang não, em phải động não vào. Em có động não đéo đâu. Anh nói nguyên cái chuyện này này. Em phải nghĩ rằng này, cái đức tin em phải có. Đức tin em phải có. Cái chuyện của giang hồ, chuyện của xã hội không phải em đi lên trên mạng, em mõm vài hôm là em thành được đâu. Mà em phải từng trải, em phải trải qua. Mà cái tư duy của em là tư duy phản biện. Cái tư duy của em là tư duy chống đối. Tức là mình biết người ta đấy nhưng mà cứ muốn bóc phốt người ta là người Hà Tĩnh, là người miền Trung, là người miền Trung ấy, thì trước tiên phải hiểu rằng là đất miền Trung là đất khô cằn, là đất sỏi đá. Cái con người miền Trung bước ra ngoài ấy là sống bằng ấy là cái siêng năng cần cù của một nắng hai sương, chứ không phải là người miền Trung đi ra ngoài lừa đảo đâu nhá. Không phải người miền Trung là đi ngoan ngoài, mày phải học cái đức tính của đại ca. Tức là phải xác định đi là kiếm công ăn việc làm, đi là để học cái hay cái giỏi để đưa về cái mảnh đất khô cằn những cái tinh hoa nhất mày kết nạp được về, mày giúp xóm làng, mày giúp quê hương, chứ không phải mày đi ra mày bôi tro trát tấu mẹ cái quê hương là không được, nghe chưa? Hãy lao động bằng sức lao động của mình, hãy làm sao ấy mà mình những cái việc làm của mình đã có sẵn rồi, tuổi này không học thêm được nữa đâu, và làm những cái công việc mình thật tốt, và làm sao đừng chi tiêu quá cái số tiền lao động mình làm ra. Thứ hai là bảo quản gia đình, đừng có để ốm đau bệnh tật. Không, mày để cho anh nói hết, để anh nói hết đi, đừng ốm đau bệnh tật rồi nhá. Đồng tiền tích cóp được đấy, sau này ốm đau khỏi vay mượn người ta, khỏi quỵ lụy người ta, sau này có đi về quê hay làm việc gì ấy, đỡ phải đi ngửa tay đi nhờ vả người ta. Đấy là thành công của người lao động, đấy là thành công của những cái người ấy mà siêng năng cần cù. Chứ đéo phải là nhiều tiền mà sướng đâu, đéo phải là nhiều tiền mà hạnh phúc đến đâu. Đấy là những cái sai lầm nhất của con người. Anh Trường nó là trẻ người non dại, nó tấm lòng nhưng mà nó còn non quá, để ca giảng nó Thực sự ra là nhiều người kể cả ngoài xã hội thế, nhiều đứa nó đéo nghe đâu, nó bảo thủ, nó cố chấp lắm. Nó cứ nghĩ là nó đúng, nó cứ nghĩ là nó có một cái vài tí thế là nó có thể là nó hiểu đời. Nhưng thực sự ra là để mà hiểu đời ấy, mẹ đừng đánh mất chính mình ấy. Hoặc là sống một cái tầng đáy nào ấy, hoặc tầng lớp nào mình phải hòa nhập vào được. Nhiều người cứ nghĩ là mình giàu lên một cái là bước một bước lên. Thì anh sẽ kể cho em nghe một cái câu chuyện là bên cái Vương quốc Anh ấy, là cái thời kỳ thế kỷ thứ 16 đi, là cái thời đấy quý tộc là có toàn quyền là đưa nô lệ đi chơi, và tất cả những cái ông quý tộc giàu có ấy, thì là mở một cái cuộc gọi là đi thám hiểm. Thì khi đưa lên trên tàu là đủ tất cả các đồ ăn vật dụng và đưa các tùy tùng tùy nữ đi thoải mái, và trong cái quá trình đi ấy, thì chán quá thì mở một cuộc thi, có một con ấy, là người da đen, gọi là người nô lệ nhá, đi lên tàu, và sau khi bọn chúng lại thổi cái con người da đen này, thổi hồn cái con người da đen này để lên thành quý tộc. Nhưng mà rồi cuối cùng nó ăn ngon mặc đẹp nhưng nó vẫn xuống ngủ với thằng da đen dưới, chứ đéo nó ngủ đéo quý tộc đâu. Mà sau này ấy, đến cái khi ấy, hiểu không, nó có gì nữa thì nó vẫn là không phải quý tộc được. Bởi vì nếu mà bước lên một tầng lớp trên ấy thì phải trải qua cái cuộc sống đó, phải ăn chơi đó, phải hưởng thụ đó, phải ngồi như thế nào, hướng thế nào, phải hiểu được tiêu tiền như thế nào đó trong đầu óc, chứ không phải một ngày một giờ mà bước một chân mà có tiền mà tự nhiên bước lên một bước cao là không bước được, thì trở lên đúng thành cái trò lố bịch. Đấy, nên nhiều nhiều người lao động nó ngu ở cái chỗ đấy, nó cứ nghĩ là có một vài tỷ vài chục tỷ là nó có thể biến thành cái này cái nọ, nó giống cái trò lố bịch, nó đéo hiểu cái gì cả, mà nó ngu thôi rồi thực sự. Nên không phải là cái người nào cũng bước được lên đâu. đại ca lên nhiều khi nói chuyện nhiều người mà nghe kỹ hiểu sâu mới biết được. Đại ca không phải là mặc bộ đồ đó để lên là ra oai hay gì hay là lấy số gì, nhưng đại ca lên đây là giảng giải cho những người mà lỡ có suy nghĩ sai trái thì đi vào con đường bất chính thì đại ca khuyên ngăn lại là đúng rồi. Còn những cái trường hợp bất khả kháng thì nó làm gì? Bất khả kháng thì nhiều khi người ta phòng vệ thì chuyện này thì vào tù ra trại bình thường.
Nhiều con người nhiều khi đến bước đường cùng thì có gì đâu. Chứ đại ca là không có ý gì xấu, mà anh em với cái suy nghĩ là đại ca mặc bộ đồ đó với dáng vẻ đó lên để thể hiện ta đây, số má đâu có phải đâu. Số má gì cái tầm này nữa, mẹ bây giờ Đó. càng 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 người ta càng quy ẩn, đến cái tuổi người ta, đến cái thời kỳ người ta nấp, người ta hưởng thụ, đến cái tuổi này mà phải đâm lên trên mạng để đi 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 giúp cho anh em là tỉnh ngộ, tức là một cái thiệt thòi rồi, một cái nó không đúng đấy. Tuổi này lo mà nghỉ ngơi hưởng thụ, đéo ai lên đi bày cho các công, đéo bây giờ lên đi tranh đấu để mà gây cái họa nghiệp vào trong cho người cho mình làm gì. Là một người tốt, có nghĩa là muốn quay đầu vào lương thiện rồi,